Xin được mở đầu chương trình bằng phần điểm tin từ sáng đến tối. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày đầu tiên Vietlott chính thức phát hành vé xổ số kiểu Mỹ tại Hà Nội. Việc liên tiếp có nhiều người ở phía Nam trúng giải trong thời gian qua đã khiến cho loại hình xổ số này trở nên hấp dẫn với người dân thủ đô. Dù rằng ở Hà Nội nói riêng và ở miền Bắc nói chung từ trước đến nay thì xổ số không phải là quá thịnh hành như ở miền Nam. Và theo ghi nhận của phóng viên Chào Buổi Tối, ngay từ sáng nay đã có rất nhiều người dân tại Hà Nội tìm đến các điểm bán vé xổ số kiểu Mỹ với hy vọng mình có thể sẽ trở thành tỷ phú. ...300 điểm bán hàng của Vietlott chủ yếu được đặt tại các khu đông dân cư và những nơi gần các tòa nhà văn phòng của Hà Nội. Tại điểm bán trên đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai này, rất nhiều người, chủ yếu là dân công sở, đã tranh thủ giờ nghỉ trưa tìm đến các điểm bán vé với hy vọng mình sẽ trở thành người may mắn trong kỳ quay số vào ngày 7 tháng 12 tới. Mong muốn là mình được may mắn để mà chúng giải thưởng thôi, còn nếu mà thua thì thôi, không vấn đề gì. Vì mình bỏ ra giá trị rất là ít, chỉ có 10.000 đến 20.000 một vé thôi. Thế thôi. Còn nếu mà vận may của mình đến thì mình lại làm giàu không có, mình lại trở thành một người nổi tiếng thì làm ra. Cuộc sống của mình có thể đổi đời từ khi mà mình chơi ra xổ số. Biết xổ số này lâu rồi, nghe cũng hấp dẫn nhưng mà chưa có chỗ nào ở Hà Nội bán. Hai nữa là anh chủ ở đây là anh em chơi nhau lâu rồi, hôm nay đến một là khai trương ủng hộ, hai nữa là hy vọng là lại hôm nay được khuyến mại mặt nạ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho biết do đây là loại hình xổ số mới nên tò mò muốn mua thử. Một số người khác cũng chia sẻ rằng xổ số kiểu Mỹ hấp dẫn hơn xổ số truyền thống, không chỉ đơn thuần về giá trị giải thưởng. Mình tò mò thôi, mình qua đây mình tham khảo để mình xem thôi. Thứ nhất là cái giải thưởng hấp dẫn hơn. Cái thứ hai nữa là anh em bạn bè là phải ủng hộ nhau, đấy vẫn hai lý do đây thôi. Mà giải thưởng nhìn thấy nó lại có nhiều cách để chơi nữa. Ngày xưa mua mỗi xổ số đợi so hơi lâu hơi mệt. Bởi có nhiều cách mà mình tự chọn số, ngày xưa cứ bị ép cho số nhiều lúc không thích. Đến thời điểm hiện tại, giải Jackpot đang có giá trị khoảng 49,3 tỷ đồng. Và con số này dự kiến sẽ còn tăng mạnh trong lần quay số vào ngày 7 tháng 12 tới, khi mà thị trường của Vietlott đã mở rộng ra tới Hà Nội. 10.000 đồng cho một giấc mơ tỷ phú. Ai cũng nghĩ vậy, nhưng mỗi ngày 10.000, thậm chí là cả 100.000 thì cả tháng, số tiền cho xổ số của mỗi người cũng không phải là nhỏ.